Rồi chứ bà. Là sao? Giờ con tặng ba đúng không? Thì nó nhỏ nhỏ. Anh này có nhiệm vụ đánh bạc thứ. Anh này thì đang chuẩn bị. Trời, trời ơi, nhiêu tuổi mà đuôi. Nhiều cái này là nó cứ bật hoài luôn, nó không ngừng nè. Cảm ơn cho con nhiều nha. Cái này trước ơi. Cái này mà dạy á là tụi nó nói là mặc dù nhỏ hơn là cũng mạnh hè, nhưng mà làm cực hơn rất là nhiều. Ủa dạ? Dạ con phải may. Cái này của ai đây? Mà phải may nữa hả? Cái này của Sinh Nị hả? Dạ Sinh Nị. Sinh Nị hả? Cái này mới tặng ba một cái vòng đeo. Này tụi đen đó ba. Trời ơi, đi tụi đen luôn hả? Thôi mày coi coi. Bằng dây thun quá mẹ. Sáng tạo quá ha. Đâu đâu, mình cho con làm bằng dưa sữa. Đó, đeo. Tiếp theo là một cái trái tim. Là bằng nước sáng nặng đi, đừng để đừng cứ nặng đuôi được. Tiếp là một cái bóp. Đây là cái bóp. À, cái bóp này xin là có xin đi thích nhất luôn. Dụ dụ gì tặng tới tặng lui được. À, của xin đi thích nhất mà xin đi tặng ba hả thôi. Con cá này là chú Wishy con bóp. Cái này chị này cũng tự may luôn, còn thêm hai con cá bà. Cái gì bà xem coi cái này gì. Ba biết cái này là gì ba, cái này cũng tương tự của ba. Nhiều quá vậy. Đây là con cá nè. Nó cùng một bộ của ba là để ba cái đó cũng là mạnh tích cho con cá luôn á mẹ. Ôi đẹp quá vậy. Tự may luôn. Banana cat happy. Cái gì? Bông hoa. Banana cat. Banana. Banana cat là con mèo chuối hả? Và một bông hoa. Bông hoa. Nè, bông hoa này tùy tự làm đẹp quá. Cái này con cũng phụ chiên gấp vài trái luôn. À, con cũng có phụ dạ, đúng không? Con phụ. Cảm ơn nha, bà cảm ơn nha. Người làm cherry sinh nì. Lu. À, sinh nì lu nữa hả? Sinh nì nhỏ. Mio. Mio. Chúc mừng sinh nhật ba ba. Chúc mừng sinh nhật ba ba. Ai ghi vậy? Chữ đây. Happy birthday. Nhất. Cái mắt của bà, cái mắt của bà sẽ như vậy. Đi giúp bà mở ra đi. Ở cái này là một bức tranh mà Cindy Lou với lại Cindy đã vẽ với Mio đã vẽ. Con ở em có vẽ em tô màu quá. Ừ. Em tô màu à? Em tô màu. Em vẽ cái mắt của cái con kia. Này, vẽ như đây đi, vẽ như đây đi. Vẽ như đây đi. Quá đẹp. Tiếp theo mở cái này. Phải cắt ra nhá. Wow, công phu quá à ta. Đầu tư mà. Rồi, quá có nhiều quá vậy. Bây giờ một món, hai món và trong một cái thùng to này như thế này đi hả? Dạ ba, cô cái này ba mở cái nhỏ cái đằng trước. Ba mở cái nhỏ. Rồi, ok. Cái nhỏ. Trước nha. Giống hàng online, gọi ship tới quá vậy. Ship tới ghê vậy đó. Là họ rồi vẽ măng keo rồi thấy tốt á, mấy cục măng keo của mẹ đó là một cái hộp, là một cái hộp keo. Cái này sơn luôn đây hả? À, sơn dán sticker luôn. Ôi, đẹp vậy. Tiếp theo sơn khó để bà cảm ơn con nha. Sơn mấy ngày vậy? Miss you. Dạ một ngày con sơn có 20 phút ạ. Đúng quá, trong một ngày. Cảm ơn nha. Nè ba để điện thoại được rồi ba. Đẹp quá ha. Ở để bút được. Cái là cái tủ luôn á ba. Cái tủ đựng mấy cái đồ mini luôn. Ví dụ như đạn chém chết rồi đựng đồ đựng luôn. Mình đẹp quá vậy. Rồi, tiếp nhé. Okay. Trời ơi, nhiều quá vậy. Trời, cái con này nó rất sao ấy. Con này con gì vậy? Con này con gì vậy? Đây là một con Lego. Đây là một con Lego.
con Lego. Nó có tặng cho ba đồ chơi. À, tặng ba đồ chơi. Đây là một cái sticker. Đây. Với một quả trứng, a lộn ba quả trứng. Mấy cái này tự làm như ba bạn học luôn đó. Cái này để cái gì mình để bóp cho xả stress đúng không? Cái này cái gì được móc khóa. Tiếp là tiếp rồi một cái xích xì. Cái này là thằng cái này là tự may luôn là ba, tụi nó tự may á ba. Nữa nè ba. Tự may hả? Thấy vậy. Khéo tay quá. Cái này tự may luôn nha. Ba, cái tim tự may luôn á ba. Trái tim. Ai may vậy? Dạ xin thì luôn đi con. Ô, còn cái này là cái máy bay mini nhiều quá vậy. Sticker set cherry rồi sao cái này cắt ra hay sao con? Dạ bỏ ra trong đó có sticker ba. Xé ra hay là sao? Để xé ra. Xé ủ vậy? Còn không thì ba để đó luôn, bên trong nó cũng có sticker mà. Thôi để dành đi nha. Dạ. Xé ra ủ lắm nha. Đã quá ta. Nhiều quà quá, để dành đi, để dành đi. Mày thích này. Mấy cái này mà sao tụi con tự may được hay vậy? Con lấy vải cái xong cái con vẽ hình lên rồi con cắt lại rồi con may bó bông nha. Để được cái bó bông. Khéo tay luôn. Con cũng bó bông nhờ rồi. Nè, mỗi cái dòng nó xin đi làm đi. Nè, xin đi nè. Dòng ba đeo được chưa? Vẽ luôn nha. Ba chưa mở bên trong này. Vẽ luôn nha. Đeo cho ba đi. Ba chưa mở bên trong này. Em làm này cái gì, con cá hả? Con cá mini. Em may á ba. À, trời may ơi, em may qua may lại. Đi ba, cái này ba chơi. Cái này ba chơi mấy cái máy bay nhảy mới vô. Dạ, dạ, xin lỗi. À, cảm ơn con nha. Trời ơi. Ba chơi mấy cái này mới vô. Cái này cái giống như sinh nhật 15 tuổi. Không thấy sinh nhật 55 tuổi. Con chúc ba luôn trẻ và luôn thành công, không bao giờ già. Xong hết. Con chúc ba luôn trẻ và luôn thành công, là nhiều phim mới làm cho hơn siêu 10 tập lần. Ở 10 phim chứ. 10 phim hả? Ok. Con chúc thêm 1 tỷ nữa. Con chúc ba luôn vui vẻ, luôn trẻ. Luôn trẻ tươi và mãi mãi không bao giờ già, với lại luôn luôn đẹp trai. Nè, mẹ công việc luôn luôn dễ. À, thuận lợi. Thuận lợi đúng không? Thành công hả? Mi Lo, mẹ có cái này chúc hay lắm, là con chúc ba là ba luôn có những đứa con ngoan. À không, để con chúc một cái nữa, chúc ba không bị tăng xong với tụi con. Cái gì? Chúc ba không bị tăng xong với tụi con. Không bị tăng xong với tụi con hả? Sao chị đi? Ý nói là không có được nổi, không có bực bội luôn á, không có bị nổi quạo luôn á. Mấy ngày vậy mấy bạn? Con tự vẽ hết luôn hả? Làm mất mấy ngày vậy? Dạ, vậy nhiều ngày lắm, bởi vì tụi con phân ra. Đâu có cái hộp hẳn luôn. Một phút thôi là sao? Khi đồ đi, con mất rồi. Con có làm con cá hả? Ở ghế này đi nữa. Khi nó tuyệt vời. Hai cái này nó rất là lâu. Giờ mới làm được, mốt chị nó mới làm nha. Bóng. Trời ơi, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rồi, quá tuyệt vời, giờ mình sẽ ngồi chơi với nhau nha. Ba nha. Cảm ơn mấy đứa nha, có nhìn té nha con.